Phân tích phong thủy làm nhà, sửa nhà và công trình năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị khán giả của Phong thủy May Mắn. Xây nhà là một trong những việc trọng đại nhất của đời người. Vì vậy, khi quyết định làm nhà cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để đảm bảo mọi việc được cát lành và may mắn. Trong suốt thời gian làm chương trình thì Phong thủy May Mắn đã nhận được rất nhiều phản hồi của quý vị khán giả về việc chọn tuổi xây nhà, xem ngày động thổ, thiết kế, bố cục phong thủy như thế nào cho hợp lý. Đặc biệt nhất là câu hỏi, em tuổi này sang năm có xây được nhà hay không? Được sự tư vấn của thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, hôm nay Phong thủy May Mắn sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý vị về việc động thổ làm nhà trong năm 2021 Tân Sửu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên thì ta xét về khai sơn lập hướng năm 2021. Thứ nhất là khai sơn lập hướng trong 24 sơn hướng ta xét đến cát hung và loại bỏ theo những tiêu chí sau để có thể được tài lộc phú quý bình an. Về thái tuế khả tọa bất khả hướng, có nghĩa là nếu năm 2021 năm Sửu thì hướng Sửu có nghĩa là Đông Bắc phạm vào thái tuế. Vì vậy, tất cả những nhà hướng Đông Bắc đều không được xây được. Do thái tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát lớn nhất trong năm, vì vậy không nên động chạm vào. Thái tuế tốt thì không gì tốt bằng, nhưng khi phạm phải hung họa thì thật khó lường. Do vậy, những nhà hướng Đông Bắc vào năm 2021 trong trường hợp bắt buộc phải xây mới, cần phải xem xét thật kỹ. Cần phải lựa chọn thầy phong thủy uy tín, tư vấn và thiết kế bố cục phong thủy hợp lý để có thể hóa giải. Còn về tuế phá, đối diện thái tuế là tuế phá, có nghĩa là nếu làm năm 2021 năm Sửu thì hướng Mùi Tây Nam phạm. Vì vậy, tất cả nhà hướng Tây Nam không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Vì vậy, trước khi xây nhà thì cần phải đo đạc cẩn thận xem nhà mình có rơi vào tọa độ này hay không. Nếu đúng thì không nên xây mà chọn năm khác xây mới được. Còn rơi vào những độ số khác thì cần phải tham khảo ý kiến từ chuyên gia trước khi xây mới hay là sửa chữa để được cát lành nhất. Còn về tam sát, khả hướng bất khả tọa, tam sát bao gồm tuế sát, kiếp sát, tai sát, là chúa tể của âm khí, chết chóc và bệnh tật nặng. Năm Dần Ngọ Tuất sát hướng Bắc, năm Thân Tý Thìn sát hướng Nam, năm Hợi Mẹo Mùi sát hướng Tây, năm Tỵ Dậu Sửu sát hướng Đông. Năm 2021 kỵ tọa Tây, vì vậy những nhà tọa Tây hướng Đông không nên xây mới trong năm 2021 bất kể là bạn tuổi gì. Còn về sao Lực Sĩ, vốn là sao hộ thần của sao Thái Tuế, là hung tinh, là thần hung ác, gây sát thương, tai nạn, tai họa bất thình lình. Cách tính Lực Sĩ: Hợi Tý Sửu, Lực Sĩ tại Cấn; Dần Mão Thìn, Lực Sĩ tại Tốn; Tỵ Ngọ Mùi, Lực Sĩ tại Khôn; Thân Dậu Tuất, Lực Sĩ tại Càn. Năm 2021 kỵ hướng Đông Bắc, vì vậy những nhà tọa Khôn hướng Cấn không xây mới hay sửa chữa trong năm 2021 bất kể là bạn tuổi gì. Còn về ngũ hoàng sát, ngũ hoàng được tính theo huyền không phi tinh. Ngũ hoàng là đại sát tinh, chủ về bệnh tật, chết chóc, tai nạn và bại sản. Năm 2021 ngũ hoàng đại sát hướng Đông Nam. Để tránh những tai họa do ngũ hoàng đại sát mang đến, những nhà hướng Đông Nam vào năm 2021 tuyệt đối không xây mới hay sửa chữa. Còn về Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, kỵ tọa nhà: năm Giáp Kỵ tại Sơn Thìn Tỵ, tối kỵ luôn vào tháng Thìn và tháng Tỵ, tức là tháng 3 và tháng 4. Còn năm Ất Canh tại Sơn Dần Mão, năm Bính Tân tại Sơn Tuất Hợi, năm Đinh Nhâm tại Sơn Thân Dậu, năm Mậu Quý tại Sơn Ngọ Mùi. Năm 2021 không tọa nhà Sơn Tuất Càn Hợi, những nhà hướng Tây Bắc tọa Đông Nam không xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Còn về Mộ Long Biến Vận Sát, phạm Mộ Long không được tọa nhà ở đó sẽ làm cho người đàn ông lớn trong nhà giảm thọ. Phạm Mộ Long không hóa giải được, chỉ có cách là đợi tháng nào cát tinh đến thì sửa, tạm thời phải chấp nhận. Ví dụ, vào năm 2021, Mộ Long tại Nhâm Thìn thuộc Thủy bị thái tuế khắc, nên tất cả những nhà tọa Giáp, Dần, Thìn, Tốn, Tuất, Khảm, Tân, Thân, Sửu, Quý, Khôn, Canh, Mùi bị phạm vào Mộ Long biến vận. Nên khi xác định làm thì cần phải chọn ngày giờ đại cát, hoặc là phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy để có thể hóa giải, nếu không thì hung họa khó lường. Còn về không phạm lạc quái: lạc quái là đường sơn hướng của nhà, đường tâm cổng, cửa nằm sát vào đường phân tuyến giữa các quẻ.
Lạc quái là tiến thoái bất nhất, vợ chồng thì lục đục, anh em bất hòa, văn nhân hay mắc phải bệnh tâm thần, nhiều sự việc bất hạnh liên tiếp xảy ra, người ta gọi là lạc quái, là tiện cục. Vì vậy, cần phải xem ngày giờ động thổ chính xác, tốt nhất là phải được sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng để có thể biết cách hóa giải. Không phạm âm dương sai thác. Âm dương sai thác là đặt sơn hướng của nhà hoặc là tâm của cổng cửa nằm đúng vị trí của vát long sau, bính thìn, kỷ tỵ, kỷ mùi, nhâm thân, nhâm tuất, ất hợi, quý sửu, bính dần. Nhà phạm vào âm dương sai thác là tiến thoái lưỡng nan, còn gọi là âm dương sai thố. Nhà loại này thì hay bị kiện tụng miệng tiếng thị phi, khẩu thiệt, tổn nhân đinh, dễ mất chức, giới sĩ thì bị bôi bẩn, hoen ố. Nhà này gọi là bại cục. Sửa nhà cơi nới, ngoài các yếu tố trên thì chú ý không được sửa chữa năm nhị hắc đáo hướng, có nghĩa là hướng nam vào năm 2021. Thứ hai, đó là chọn tuổi động thổ cất nóc. Về cách tính kim lâu thì lấy tuổi mụ chia cho 9 mà dư 1 là kim lâu thân, dư 3 là kim lâu thê, dư 6 là kim lâu tử và dư 8 là kim lâu lục xúc. Về hoàng ốc thì lấy tuổi mụ tính theo bàn tay hoàng ốc vào số 1, 2, 4 là tốt, số khác thì không làm được nhà. Còn về tam tai thì tuổi thân tí thìn tại dần mão thìn, ngọ dần tuất tại thân dậu tuất, hợi mão mùi tại tỵ ngọ mùi, tỵ dậu sửu tại hợi tí sửu. Nếu bạn mà phạm phải một trong ba yếu tố trên thì tuyệt đối không được động thổ cất nóc. Hướng nhà hung 4 năm thể hiện, phong thủy hung 5 năm sẽ rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phân tích của chuyên gia phong thủy may mắn về việc xây nhà trong năm 2021 Tân Sửu. Như quý vị đã biết thì phong thủy là một bộ môn khoa học có từ ngàn năm trước. Nó đã được kiểm chứng trong suốt thời gian dài, vì vậy chớ nên coi thường yếu tố phong thủy khi tiến hành xây mới hay sửa chữa nhà cửa. Điều chắc chắn là đừng để nước đến chân rồi mới chạy. Nếu có ý định làm nhà hay là chuẩn bị trước thì ít nhất phải từ 3 đến 6 tháng, thậm chí là từ 1 đến 5 năm để có thể chủ động trong việc chọn thời điểm cũng như là thiết kế bố cục phong thủy hợp lý. Không nên để ý quá nhiều vào việc mình tuổi gì mà hãy xem mảnh đất nhà mình định làm được những hướng nào, bao nhiêu độ, tọa bao nhiêu độ, sau đó thì sử dụng la bàn hay là la kinh điện thoại tốt để có thể đo độ xem hướng đó bao nhiêu độ, rồi cho thầy biết, thầy sẽ cho bạn lời khuyên. Tất nhiên thì còn nhiều yếu tố ngoại loan đầu và rất nhiều yếu tố khác nữa. Vì vậy, việc lựa chọn thời điểm làm nhà là hết sức quan trọng, cần phải có được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy may mắn, uy tín. Bởi vậy nên quý anh chị đừng ngần ngại liên hệ với các thầy của phong thủy may mắn để được tư vấn chi tiết cụ thể nhé. Hãy đăng ký kênh để nhận được những kiến thức phong thủy bổ ích ứng dụng trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị anh chị trong những video tiếp theo.